em biết là anh đã từng rất là tổn thương rất là nhiều, và em cũng biết là anh Tùng, và em cũng biết là hiện tại anh đã có một người con gái ở bên cạnh anh rồi. Cái người đó thì rất là dễ thương, cái người đó em biết người đó rất là dễ thương, và em hy vọng là cái người đó có thể chữa lành mọi cái vết thương và những cái sự tổn thương ở bên trong con người của anh, để anh có một cuộc sống thực sự là hạnh phúc và bình an, để có thể một ngày nào đó nếu như trong tương lai có dịp thì em sẽ được về để gặp ba mẹ của anh, gặp lại anh và để xin lỗi anh một cách đàng hoàng và tử tế nhất, nếu như được sự đồng ý và cho phép của ba mẹ anh cũng như là của anh, của gia đình anh, thì em sẽ về để gặp mọi người để xin lỗi ông bà nội, ông bà ngoại nữa. Thì em hy vọng là anh tha thứ cho em, và trong tương lai nếu như anh có thể tha thứ cho em thì tụi mình có thể làm bạn với nhau, tụi mình có thể làm bạn với nhau. Và em cũng xin được gửi lời xin lỗi tới anh Thành và chị Nhã, là hai người anh chị mà đã giúp đỡ em, đã bao dung cho em 3 năm về trước, để cho em có một cơ hội mà em đã đúng ra là em phải nên trân trọng cái điều đó, nhưng em đã không có trân trọng cái điều đó. Và em không nghĩ là cái sự gặp lại nó lại ở trong cái hoàn cảnh này, nhưng thực sự em cảm thấy rất là biết ơn anh Thành, rất là biết ơn chị Nhã, vì đã lên án em cái ngày hôm đó để ngày hôm nay em có thể tự tin để ngồi ở đây lầm và những cái sự sai trái của em. Để em hy vọng là mọi người, tất cả mọi người có thể cho em một cái cơ hội để em có thể sửa sai. Bởi vì thực ra là chị Nhã là một người mà em rất là ngưỡng mộ, và em luôn muốn trở thành một người phụ nữ như vậy. Và trong tương lai em sẽ phấn đấu và em sẽ lấy đạo đức của chị để làm gương, để em có thể phấn đấu để trở thành một người phụ nữ giống như chị nếu được. Thì em thực sự chân thành xin lỗi chị.